Wow. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta cùng quay trở lại với channel của mình nha. Ở đây mình có rất nhiều thứ bị dính bùn màu đỏ nha. Rất là nhiều luôn. Chúng ta cùng thu thập và đi rửa sạch chúng nha. Ok. Đây, các bạn nhìn rõ bùn chưa? Đó. Rất là nhiều bùn luôn nha. Chúng ta cùng thu thập nó nha. Wow. Goodie, vui quá các bạn ơi. Wow. Con gì mà cổ dài thế này? Hay chưa, hay chưa? Đó. Tiếp tục nha, tiếp tục nha. Các bạn đoán được con gì không? Tiếp tục nè. Ok. Con gì nào các bạn ơi? Đoán xem nào. Ok. Con gì bé bé xinh xinh này nhỉ? Ok. Tiếp tục nha. Đó. Wow. Con này có bốn chân luôn các bạn này. Đó. Tiếp tục nào các bạn ơi. Con gì đây? Sắp hết rồi các bạn ạ. Ok. Đây là con vật cuối cùng mình thu thập nhá. Ok. Đây là toàn bộ những thứ, những con vật mà mình đã vừa thu thập nhá. Chúng ta sẽ đem nó đi rửa sạch nhá. Ok. Ở đây chúng ta có một chậu nước nhá. Một chậu nước rất là sạch nhá. Chúng ta sẽ cùng rửa sạch chỗ này nhá. Chúng ta cùng rửa sạch con vật đầu tiên nào. Ok. Wow. Đây là một chú dê nhá, dê trắng nhá. Goat. Tiếp theo nào các bạn ơi. Woody. Vui quá. Đây chính là một chú hổ xám nha các bạn nha. Chú hổ xám này. Ok. Tiếp theo nào. Wow. Đây chính là một chú sói vàng nha. Whoop-zero. Con vật to này nha. Wow. Đây là một chú thỏ trắng nha. Rabbit white. Ok. Con gì đây các bạn đoán được không? Mình cùng rửa nó nha. Vui quá. Ok. Wow. Tiger. Đây là một chú hổ nha. Tiếp tục nào. Wow. Monkey Cello. Ok. Wow, dinosaur pink. Wow. Goodie, ok.
Wow, là một chú dê nhá, chú dê đen nhá. Ok, tiếp tục nào. Bạn đoán được con gì bốn chân không? Wow, Lacoste. Đây là con cá sấu xanh nha. Ok. Đây. Con gì đây? Con gì đây? Vui quá. Rửa sạch được nó rồi bạn ơi. Rửa sạch được rồi. Wow. Đây là một chú lợn trắng nha. Piglet. Quay, ok. Mình cũng rửa nhá. Con gì to thế này? Các bạn đoán được không? Wow. Đây là một chú mèo nha. Cat. Ok. Tiếp theo nào, con gì đây? Con gì dính bùn màu đỏ à? Sẽ dựa bạn này luôn nhá. Bạn này là bạn gì đây? Đây là bạn khủng long cổ dài. Nha, màu trắng nha. Dinosaur white. Ok. Bạn này là bạn gì, các bạn đoán được không? Mình cùng rửa bạn này nhá. Wow. Đây là bạn hổ nhá. Tiger. Ok. Còn chiếc này mình sẽ rửa lốt nhá. Chiếc cuối cùng rồi. Wow. Đây là bố của Thor nhá. Mình vừa rửa sạch được toàn bộ những con vật mà bị dính bùn màu đỏ nhá. Đó, rất là sạch sẽ luôn nhá các bạn nhá. Bạn thấy hay thì cho mình một like, subscribe nhá. Xin chào.